chả nó giòn nè mọi người, coi nè. Chào mọi người nha, hôm nay trời nóng quá, hai anh em là món gà, gà nướng muối ớt. Món này ăn vô cái chiều nay thiệt chứ, hết thấy đường đi luôn. Giới thiệu thành phần cái đi. Anh này từ từ mày, cuối này đấy. Món này gà này nướng muối ớt với sa tế mọi người. Nó hủ sa tế này, hàng này nó mua xong hủ sa tế này chắc quá, bắn nó ra luôn. Sau một hồi nướng thì con gà của chúng mình đã vàng, bắt đầu vàng rồi các bạn. Giòn
giòn rồi mọi người. Coi nè. Đây là bãi chiến trường của hai anh em mình nha. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.